Tổng cục Hải quan cho biết trong nửa đầu tháng 3 năm 2022, cả nước nhập khẩu 583.143 tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch là 576,6 triệu đô la Mỹ. Nhiều nhất là dầu diesel nhập khẩu 323.110 tấn, kim ngạch hơn 306 triệu đô la. Tiếp theo là xăng với 187.880 tấn, kim ngạch gần 207 triệu đô la, còn lại là dầu mazut và nhiên liệu bay. So với năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu chỉ tăng gần 20%, nhưng kim ngạch tăng tới 104%. Điều này cho thấy trị giá bình quân, chưa thuế của xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, từ đầu năm đến giữa tháng 3 này, cả nước nhập khẩu hơn 1.930.000 tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch lên đến gần 1 tỷ 700 triệu đô la. Kim ngạch nhập khẩu năm nay từ các thị trường Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.